Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 16. Chúng ta những người mà có duyên được tu huấn niệm Phật, cái điều mà mình báo ơn Phật, báo ơn Tổ, báo ơn Thầy, đặc biệt nhất là chúng ta chân thật niệm Phật và đem pháp môn tịnh độ này chân thật giới thiệu. Mà trong cái thời cuộc bây giờ thì chúng ta phải có một cơn để mình hoàn truyền tịnh độ. Quý vị biết rằng là khi nhà nước nuôi người già và lập thành cái đạo tràng để cho người già niệm Phật làm mô hình, để cho người già khắp nơi nơi nhìn thấy và niệm Phật theo, thì thấy rằng là pháp môn tịnh độ này căn tính nào thì vào tu cũng được. Mà cái đặc biệt nhất bây giờ con người ta khi học Phật là đa phần tuổi già. Tuổi già học Phật rất là đông. Mà tuổi già mà áp dụng cái pháp môn niệm Phật này thì quá phù hợp. Quý vị coi bây giờ già mà tụng kinh trì chú rất khó, ngồi thiền ngồi cũng không nổi. Nhưng mà già rồi thì chỉ có niệm Phật lễ Phật thì rất dễ, rất dễ tu. Nên Phật nói cái pháp niệm Phật này là cái pháp mà thờ mạt pháp, chúng sanh mới được thành tựu. Cái căn tính chúng sanh thờ mạt pháp này. Nên cái bữa mà mừng thọ Hòa Thượng, Hòa Thượng ngày năm nay ngài sẽ xây cái đạo tràng thứ tư. Mà những đức cũng tính ra mấy lần, giống như thỉnh Hòa Thượng mình, Hòa Thượng còn tại thế, duyên Hòa Thượng xây chùa rất là tiện. Nên còn miếng đất thỉnh Hòa Thượng xây thêm một ngôi chùa nữa. Về sau người già khắp nơi nơi được nương tựa, được ở, được tu. Nên bữa đó nhà đức nghe Hòa Thượng nói, trong lòng nhà đức rất là vui vì biết rằng là ví dụ như cha mẹ giờ lớn tuổi, bổn phận làm con, làm học trò như mình, thì cái duyên Hòa Thượng xây chùa, nhưng mà những đức phải cực lực hết mình để rủ quý Phật tử khắp nơi nơi tập trung, chúng ta kết hợp xây lên những ngôi chùa để cho người già khắp nơi nơi được ở. Bây giờ nghe nói Hòa Thượng nói là qua lễ Giới Quan Âm đợt này chúng ta sẽ khai móng để xây chùa đạo tràng 4. Mà Hòa Thượng nói là đạo tràng này ở được khoảng 1.000 người ở trong chùa, 1.000 người ở. Thì phải biết rằng á, với tuổi như đức bây giờ năm nay 43 tuổi cũng còn trẻ, mà cái tâm tư của những đức nuôi người già là thật lòng, quý vị, là thật sự nuôi đó, thật sự nuôi người già để niệm Phật giảng sanh. Chứ không phải nói rằng là một cái ngôi chùa mà xây lên rồi nói nuôi người già mà không nuôi. Vì nhớ kỹ, chân thật là nuôi người già,
nuôi người già niệm Phật. Nên nghe hòa thượng nói qua lại với ông âm xong xây đạo tràng 4, nhưng đức cũng rủ với Phật tử ai là những người thấy rằng đây là cái nhân duyên đặc biệt để chúng ta cùng đem với môn tịnh độ giới thiệu. Vì biết rằng là bây giờ hiện tại những đức mỗi ngày lo gần 2.000 người sống trong ngôi Tam Bảo, rồi rất nhiều công việc những đức làm vì thấy rõ ràng luôn rồi đó. Mà xây một ngôi chùa thì không phải ít tiền, gọi là cùng chung tay với nhau làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và thượng ngài nói rằng ông đức này ông cũng ghen, ông lo cho bao nhiêu người mà ông còn thỉnh tôi xây thêm chùa, nuôi gần 2.000 người rồi mà ông không sợ nuôi không nổi sao, ông còn muốn nuôi thêm nữa. Trong lòng nhà đức nghĩ rằng cuộc đời của người mình đi qua nó rất là mau, quý vị. Một hơi thở thở ra không hít vào thì mình không có cầm cái gì theo được đâu, không cầm gì theo được. Nên nhà đức cứ nói với mình vậy, giống như cái câu mà nhà đức từng đọc: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa để buổi ra đi nở nụ cười. Nên những đứa cứ nhắc mình là phải sống sao cho thật ý nghĩa để buổi ra đi mình nở nụ cười. Bây giờ đất đai thì hòa thượng có, lớn tuổi rồi, bây giờ ngày phát tâm ngày xây dựng, thì những đức thì nêu lên cho quý vị khắp nơi nơi. Sẵn cái dịp lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm đợt này, chúng ta đến để lại Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta của ít lòng nhiều chung tay với nhau để qua lễ viếng Quán Âm Bồ Tát. Những đức gom tất cả tiền bạc những đức có được, những đức đưa cho hòa thượng để khai móng xây đạo tràng 4, thời gian nhanh nhất xây xong một ngôi chùa. Và ngôi chùa này khi xây lên tiếp tục nuôi người già, tiếp tục người già khắp nơi nơi được nương tựa. Dù là bản thân chúng ta chưa vô chùa, nhưng mà mình đã tạo dựng một cái nhân duyên đặc biệt. Vì quý vị thấy như hộ pháp Đại Tùng Lâm đạo tràng 3, bên Đại Tùng Lâm thì có ngoài trước cộng rồi có bảo tháp nữa. Thì quý vị thấy rõ ràng, đi vô chùa quý vị thấy rõ ràng là nuôi đa phần nuôi người già, người già rất đông. Bây giờ xây thêm một ngôi chùa này nữa, trong tâm tư những đức xin thưa quý vị, tất cả những điểm chùa thượng xây lên, và thượng chỉ cần nói rằng tôi giao cho ông sắp xếp ra một cái đạo tràng cho tôi, dù hòa thượng không có giấy tờ gì ngày giao rằng là tôi đây là chùa mà tôi giao luôn cho ông đó, không có đâu quý vị. Mà những đức vẫn làm hết lòng mình để mong hình thành một ngôi chùa cho các anh em phát tâm nuôi người già làm đi, rồi các anh em có công thì có quả các anh em à. Những đức chỉ thích làm như vậy thôi quý vị, chứ không bao giờ nghĩ rằng chùa hòa thượng đều giao những đức hết, không có đâu. Những đức đều là mong rằng mình làm ra hình thành ra hết luôn, mọi phương tiện mình đều sắp xếp sẵn với mấy anh em luôn. Giống như nó thật là đem gạo về do gạo nấu cơm, rồi bới cơm ra rồi mấy anh em sơ đó. Thật sự luôn á, mình sắp xếp đến mức như vậy luôn. Mà những anh em bên cạnh những đức đều có cái tâm huyết nuôi người già, họ có tâm huyết này. Bây giờ nhiều người ta xây chùa, bây giờ người ta kiếm người đệ tử làm điều này cũng có, nhưng mà do những đức làm, những đức đưa lên tư tưởng, rồi các anh em bên cạnh mấy ông phát tâm cùng làm chung. Nên những đức thấy đây là một cái nhân duyên mà cho chúng sanh khắp nơi nơi người ta được nhờ, quý vị. Khắp nơi nơi người ta được nhờ để mình đem một môn tịnh độ mình truyền tải khắp nơi nơi người ta được nhờ. Nên cái cơ duyên hòa thượng mình xây chùa tiện lợi, mà toàn là làm việc lợi ích cho chúng sanh. Cuộc đời của người mà làm những việc này quá ý nghĩa, tạo cái mà mình cầm theo được. Thì vị thấy 100% chùa như những đức qua Đại Tùng Lâm đồ này kia thì đây là ban tổ chức làm việc chung thôi, chứ đâu phải chùa chiền hòa thượng giao những đức gì đâu mà những đức nói là kêu gọi để xây lên chùa cho những đức, không phải đâu. Chùa là của chúng sanh, quý vị. Dù xây một ngôi chùa có lớn cỡ nào thì vị chủ trì đi chăng nữa cũng ở cái phòng nhỏ nhỏ thôi. Mà cái quan trọng là tạo một ngôi chùa lên, mình có phương pháp tu và có người ở tu hay không mới là quan trọng.
Nếu xây một ngôi chùa lên thiệt to mà mỗi ngày chúng ta chỉ là khách du lịch tiền chút đỉnh, thì không thể nào bằng cái việc mỗi ngày trong đó người ta tu tập để cầu giải thoát. Nó rõ ràng là chùa là tổ ấm ta về mà, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh thì phước gì lớn hơn. Chung tay nhiệt tình với nhau. Nên á, lễ viếng Quan Âm Bồ Tát đợt này cũng rất là đông người về. Nhân đức cũng nêu rõ ràng để mình làm việc cho mọi người, cho chúng sanh mà. Vì thấy nhân đức vừa cái việc phải kiếm tiền xây chùa, rồi chương trình người mù. Nên nhân đức nói rằng là cuộc đời mình mấy mươi năm của cuộc đời phải làm nhiệt tình hết mình. Có nhiều người nói ồ ông làm chi ông cực gì. Nhân đức thấy cực mà vui quý vị à. Vui là gì? Cái cuộc đời mình có ý nghĩa. Vui là mình sống những ngày tháng có ý nghĩa, nên mình thấy mình vui không? Nên những ngày tháng có ý nghĩa này Nhân đức thấy vui nhất trong cuộc đời của mình. Nên Nhân đức nêu những điều này lên để mỗi một người khắp nơi nơi có tâm quyết. Nhân đức nói cái người bên cạnh Nhân đức tâm quyết đó, họ hừng hực lên, gây dựng một tâm quyết hừng hực lên. Để làm chi? Để mỗi một con người sống một cuộc đời này nhận thức được việc ý nghĩa. Chưa bao giờ Nhân đức nghĩ rằng là chùa của những đức mới xây, mà là những đức cùng với hòa thượng làm một tâm quyết tạo lên để tương lai Phật pháp tiếp tục hoàn truyền, những tuổi trẻ lớp trẻ này gầy dựng cho họ để tiếp tục truyền đăng truyền Phật pháp cho chúng sanh được nhờ. Mà quý vị coi tất cả các điểm chùa chúng ta đều là nuôi người già là ích cho chúng sanh rõ ràng luôn. Bao nhiêu mảnh đời khổ được nương tựa ở tu, nhận một người già chưa bao giờ nói rằng nhận người già mà nhận một cắt bạc nào, vô chùa lo lắng hết hoàn toàn. Thì bây giờ một cơ ngơ mà tạo ra như vậy là đúng là quá lợi ích. Cái đặc biệt vô cùng là hòa thượng có duyên xây chùa, mà Nhân đức lại là thật sự có duyên nuôi con người, tặng đáy lòng nuôi con người ở một nơi lo cho con người. Quý vị thấy Nhân đức quanh năm suốt tháng Nhân đức ở trong chùa, mà bây giờ Nhân đức còn lập lên một tư tưởng rằng tất cả các anh em mà Nhân đức sắp xếp cho điểm chùa đều là phải tập nấu ăn để lo cho các cụ. Vì Nhân đức nói mấy ông này phải nấu ăn mỗi ngày lo lắng cho các cụ, nếu không không có việc gì làm rảnh khi đi đầu này đi đầu kia bỏ các cụ. Nên Nhân đức lập cho các anh em phải nấu ăn để lo lắng cho các cụ, để người già từng đời người già được nhờ, tới đời mình chết đi tiếp tục gây dựng cho những người tiếp nói làm nếu chúng sanh có phước. Cái tâm mình chân thật nhiệt tình hết mình làm cuộc đời sống mà có được nhân duyên này đó là cơ hội. Nên Nhân đức nói đến người trong chùa và hàng Phật tử khắp nơi nơi, quý vị biết Nhân đức con người nói chuyện rất thẳng, nhiệt liệt hết mình mà làm cực lực hết mình, tại vì mình hiểu mình tạo cái mà mình cầm theo được. Quý vị, mình chân thật mình tạo cái mà mình cầm theo được. Còn dù cho làm việc lớn lao gì đi chăng nữa, nhưng mà mình không tạo cái mà mình cầm theo được thì cũng uổng công vô ích. Mình không tạo cái mình cầm theo được thì uổng công vô ích thưa quý vị à. Không? Nó nên phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Đó là những tư tưởng mà Như Đức chia sẻ với quý vị. Đó. Quý vị coi bây giờ mình mừng vô cùng không? Có những điểm chùa mà người già được ở nương tựa 1000 người không đơn giản, mà cứ là các cụ mất đi rồi tiếp tục những người cụ khác được vô chùa ở. Mà bây giờ mình trở thành như một mô hình nuôi người già niệm Phật. Ở đây không phải là một cái viện dưỡng lão bình thường, quý vị, là một cái chỗ nuôi người già để niệm Phật, chứ không phải là cái nơi viện dưỡng lão mà ngồi ăn để chờ chết, không phải đâu nghe quý vị. Mà đây là niệm Phật để mà gọi là có cái tâm phát triển về mặt tâm linh, vui vẻ an lạc. Quý vị vô chùa, quý vị coi các cụ già trong chùa mình đi. Bây giờ bản thân chúng ta này, bây giờ có khi già đó, bản thân của chúng ta già lớn tuổi, mà tới tuổi già rồi mà nó không có cảm giác gì mặt tâm linh, ngồi đuổi rùi buồn khổ, quý vị nghĩ chán khổ nặng nề cỡ nào. Bây giờ mà có những người mà ta phát tâm xây những ngôi chùa và cho người già được ở, rồi mỗi ngày giảng đạo cho nghe, có phương pháp tu, tại sao bao nhiêu người già vô mình khỏe gì? Vì các cụ được niệm Phật lễ Phật nó cụ khỏe.
Được niệm Phật lễ Phật nên các cụ khỏe. Nên phải nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Nên cái việc làm á, mà mình làm mà có ý nghĩa, mình làm một cái việc làm mà lợi ích cho chúng sanh. Giống như á, mình đem một hạt giống, mình trồng vào cái mảnh đất phù sa thì nó đặc biệt dữ lắm. Nghĩa là một hạt giống mình trồng vào mảnh đất phù sa thì đặc biệt dữ lắm. Còn nếu bây giờ mình đem một cái hạt giống mình trồng vào mảnh đất khô cằn thì khi mất giống, người ta đầu tư cái gì người ta cũng phải nhìn ra cái chỗ đầu tư. Bây giờ quý vị nhìn ra những cái điểm chùa mình đi, phải chăng thật nuôi người giàu. Nên có những người người ta không hiểu, ta nói này nói kia, những tiếng nói quý vị lại chùa này quý vị coi, ở đây quý vị coi. Những đức thì có khi chia sẻ Phật pháp vui đồ, nói chuyện cười đồ, nói chuyện những câu mắc cười lắm. Có nhiều người nói ông này chắc ba chợ cùng điên điên, nhưng mà làm là làm thật. Cái thật chất của Phật pháp là gì quý vị biết không? Làm thật, nhiệt tình làm, còn hơn là múa rìu qua mắt thợ, nói những lời trao chuốt mà làm thì không làm. Thí dụ như bây giờ một người nói chuyện rất là ngọt này, cầm cái bánh nó nói, cho bánh, nhưng mà vì lợi thì không có cái bánh nào ăn, sao bằng được cái người người ta không cần nói những lời trao chuốt gì mà ta đưa cái bánh cho vị ăn, đúng không? Cái quan trọng vẫn là thật chắc phải làm. Quan trọng là thật chắc bản thân mình phải làm. Nhớ kỹ nghe quý vị. Khi thật chắc bản thân mình chịu làm thì đây là lợi ích cực kỳ lớn. Nhận thức được sâu sắc thì quý vị sẽ thấy rằng Đại Lão Hòa Thượng chúng ta phát tâm nuôi người, xây chùa để cho người già được ở, đây là nhân duyên đặc biệt tuyệt vời. Hòa Thượng xây chùa, những đức cố gắng rủ Phật tử cùng kết mối nhân duyên này. Bây giờ Hòa Thượng ngày lớn tuổi, ngày đứng ra thôi, những đức bây giờ phải nuôi 2.000 người, phải làm bao nhiêu chuyện. Rồi bây giờ mỗi tuần những đức phải kiếm tiền làm sao rủ Phật tử khắp nơi nơi quý vị cùng chung tay để chúng ta xây đạo tràng 4. Thời gian trong vòng 2 năm giờ, Hòa Thượng nói trong vòng 2 năm. Nhưng mà những đức nghĩ Hòa Thượng ngày lớn tuổi, ngày làm cái gì ngày cũng tranh thủ cố gắng nhanh nhất, tại vì lớn tuổi quý vị đó, làm người già mà ai cũng làm một việc gì cố gắng tranh thủ lên, vì mình lớn tuổi. Bản thân những đức 43 tuổi mà bản thân những đức làm gì, những đức còn cố gắng quyết tâm mà làm nhanh nhất. Nó giống như mà những đức thấy những gì mình làm được thì cố gắng mà làm liền. Sống trong cái cõi đời này quý vị, có những cái việc thiện việc tốt mình làm, mình tranh thủ mình làm, đừng có đợi ngày mai. Ngày mai biết mình có còn hay không. Những đức nuôi con người sống nay chết mai, cấp Tết tới giờ mà tính ra mười mấy người mất. Bữa nay vừa làm cái đám ở bên Đại Tùng Lâm, thì trưa nay bên Hộ Pháp có một người liệm, từ nơi đó bị có mắc suốt. Hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi, đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Quý vị coi, có ai mà ra đi, chết đi mà cầm theo cái gì không quý vị? Có khi cái nút áo còn lắc để lại, của cải gì cầm theo. Nhận thức được việc này nên bản thân biết tại sao mà như đức làm cực lực như vậy. Nhiều Phật tử nói thầy giữ gìn sức khỏe, thầy ơi thầy làm dữ quá thầy ơi. Những đức nói mang cái thân giả tạm này, không biết dùng nó xứng đáng thì đúng là một ngày nào nó bỏ mình, mình cũng không được gì. Giống như có một chiếc xe mà không chạy thì một ngày nào cũng hết hạn thôi. Nên bản thân mỗi người chúng ta có cơ hội tu phước tu duyên, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, chúng ta mỗi người cố gắng. Nên tất cả những người trong chùa khi nghe gì trong lòng hết sức vui vẻ, tùy hỷ. Vì sao? Vì mình lớn tuổi, mình được ở trong chùa hiện tại, mình nghe thầy nói xây thêm chùa để nuôi người già,
mình mừng cho tất cả các chị em tuổi già được nương náu trong ngôi Tam Bảo. Mình phải có cái tâm này quý vị à. Thật sự mình phải có cái tâm này. Khi mình có cái tâm này, duyên phước mình lớn dữ lắm. Chứ không phải là mình chỉ mong mình được ở ổn mình, yên mình thôi. Còn người ta sao mặc kệ người ta. Cái tâm mình gì nhỏ hẹp lắm. Mình phải nghĩ lợi ích cho người ta nữa. Những đứa ngày ăn cũng 3 bữa cơm thôi. Bây giờ con đi nấu ăn làm đủ chuyện. Rồi năm nay mà xây chùa những đứa còn bận tâm thêm nữa. Lo dữ lắm. Hòa Thượng nó bây giờ xây chùa thì giờ tôi xây đó. Nhưng lúc nào ai cúng tôi được chút nào tôi phụ chút nấy với ông cùng rồi ra. Ông hoàn toàn không phải lo nghe ông Đức. Trong lòng như Đức nói: Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ con làm việc cho Phật A Di Đà 100% luôn. Con cảm ơn Phật gia hộ cho con mà có sức khỏe rồi nhiệt tình hết mình giảng pháp. Phật tử khắp nơi nơi người ta cảm được cái tâm niệm niệm vì người, chung tay hết lòng. Những Đức bây giờ thì nó thiệt quý vị chứ, làm những gì tốt thì nêu lên vậy thôi. Nếu như chúng sanh có phước có duyên, mình có duyên có phước thì kết hợp hết lòng mà làm. Làm cực lực làm hết mình luôn. Chứ không phải nói rằng là người ta chuẩn bị xây một ngôi chùa, người ta chuẩn bị một số tiền gì lớn lắm. Người ta chuẩn bị số tiền lớn lắm mà khi người ta làm rồi mà người ta còn tiếp tục người ta kêu gọi này kia dữ lắm. Còn Như Đức nói quý vị là Như Đức có tiền là Như Đức làm liền, làm sạch hết vì bản thân mình. Ngày mai biết mình còn sống hay không. Đồng tiền người ta đưa mình tích chữ đó. Để quá lâu, lỡ mình vô thường đến bất tử, lúc đó mình có lỗi với người ta. Nên cực lực hết mình mà làm. Nên quý vị cúng dường những đức mỗi tuần từ hôm nay, những đức sẽ đưa cho Hòa Thượng để trả tiền công trình xây dựng. Mỗi tuần đều đem đưa cho Hòa Thượng trả tiền công trình xây dựng. Khi vô công trình xây dựng là mỗi tuần những đức cứ đưa tiền cho Hòa Thượng trả tiền công trình xây dựng. Và đầu tiên cái móng thì một số tiền cũng rất là lớn. Và cái móng phải chắc lượng, móng phải chắc chắn đó. Nên là hôm qua có một cái cô ở bên nước ngoài có về. Cô cúng cho những đức nguyên một cái dàn gạch trên dưới chánh điện hết luôn. Và gạch đẹp lắm, gạch miếng bự rất đẹp. Trên dưới cúng hết hoàn toàn. Cũng gạch, gạch lót đó. Nên từ nơi đó mà mọi người tay chân chung tay với nhau để đạo tràng 4 này xuất hiện trên cái cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sanh. Mong rằng Pháp Môn Tịnh Độ truyền bá mở rộng ra, mọi người đều được nhờ đến chùa cũng tu tập, có những đạo tràng chuyên tu. Và tại gia đình thì cũng có thờ khóa tu y gan ngay trong chùa. Đây là cái quá đặc biệt quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho những người mà chân thật đem tịnh độ giới thiệu, họ có được nhân duyên giúp cho chúng sanh được nhờ. Và tất cả quý Phật tử khi nghe tịnh độ, tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.